Dạ đồ hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Dạ trong những ngày gần đây anh em hiệp sĩ Bình Dương phải nói là ghi nhận rất nhiều, đặc biệt là các anh các chị, các cô chú tất cả tỉnh rất xa để về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm vào người thân. Nhưng mà đây tiếp tục một cái câu chuyện tiếp theo, hai cha con ở một nơi rất xa để về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm vợ và tìm mẹ. Dạ câu chuyện nào kính mời cô chú anh chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Rồi xin chào em trai nhé. Em cho anh biết là em tên gì? Dạ em tên Mã Phi Khanh. Mã hả? Dạ. Mã. Dạ. Mã Phi Khanh hả? Dạ. Em nhiêu tuổi rồi? Dạ em 38. Em nguyên quán ở đâu? Dạ ở Bạc Liêu. Bạc Liêu hả? Vậy là mình đang sống Bạc Liêu luôn hả? Dạ không, em đang cư ngụ ở Long An. Đang tạm trú ở Long An. Ồ, quê thì Bạc Liêu. Dạ. Sinh sống ở Long An. Dạ. Hôm nay lại về Bình Dương. Dạ. Ồ. Em cho anh biết hôm nay hai cha con về đây nhờ anh em ở Bình Dương ghi hình đăng tin tìm ai? Dạ tìm vợ em vậy. Dạ. Tìm vợ. Em cho anh biết là vợ em họ tên đầy đủ là gì? Dạ tên Lê Thị Diễm My. Lê Thị Diễm My hả? Dạ sinh 7 tháng 6 1989. 7 tháng 6 1989. Dạ. 8990. Ồ vậy là năm nay là 8990 là năm nay 35 tuổi hả? Dạ. Vợ em nguyên quán ở đâu? Dạ ở Bình Chánh. Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh hả? Dạ. Em với vợ có đăng ký kết hôn không? Dạ có. Ồ mình có cưới xin không? Dạ có. Ồ mình được mấy người con rồi em? Dạ hai. Trai gái một bé trai là còn bé dưới là? Dạ cũng trai luôn. 13 bé này nhỏ hay lớn? Dạ nhỏ. Còn bé lớn hơn à? Bé dạ. Lớn nhiêu tuổi rồi? Dạ 13. Còn học không? Dạ còn hết. Bé này là mấy tuổi đây? Mấy tuổi? 10 tuổi. 10 tuổi hả? Dạ. Tuổi nhỏ vậy hả? Dạ. Ồ. Vậy là hiện nay em đang làm công việc gì? Dạ em làm tài xế. Tài xế lái xe hả? Dạ. Xe khách hay xe tải? Dạ em chạy xe tải. Xe tải chở hàng cho mình hay chở người ta? Dạ chở thuê cho người ta. Thu nhập ổn không em? Dạ cũng ổn. Thế còn vợ của em đang làm gì? Dạ em thì ở nhà nội trợ. Nội trợ nuôi con hả? Dạ. Cho con đi học đúng không? Dạ. Vậy một mình em nuôi như này có ổn không? Tiền phòng trọ, tiền hai đứa con ăn học, mẹ vợ ở nhà nữa. Dạ cũng đúng ổn, không? Cũng lâu lâu thì vợ cũng có đi làm. Lâu lâu vợ làm gì nữa? Dạ thì cũng như là lúc nào rảnh nó nghỉ hè rồi thì nó đi làm phụ mấy tháng hè rồi nãy kia. Kiếm thêm thu nhập hả? Dạ. Hai vợ chồng sống với nhau có tình cảm hạnh phúc không? Dạ cũng có. Mình có xích mích gì với vợ không? Có bao giờ trò chuyện lớn tiếng không? Dạ nó cũng hiếm anh. Thế là gần đây nhất là vợ em là đi đâu rồi? Chung thì hai vợ chồng cũng có cự cãi qua lại vậy đó, rồi em cũng không biết tự nhiên đi bỏ đi đâu rồi từ ngày 8 tháng 5 tới giờ. 8 tháng 5? Dạ. Đến giờ phút là 12-13 ngày qua rồi. Dạ. Vợ em bỏ đi xuất phát từ đâu? Dạ xuất phát từ ngã ba Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Tỉnh Long An hả? Dạ. Ngã ba Tân Kim hả? Dạ. Là từ phòng trọ hả? Dạ. Hôm nay em đi đâu mà vợ đi không biết? Dạ em đưa con đi học. Tại sao vợ em không đưa? Dạ em cũng không biết. Mọi hôm nào em đưa hay vợ đưa? Dạ thường thường thì vợ đưa không ạ. Mà hôm đó sao lại vợ lại dạ, kêu em đưa? Hôm đó thì vợ không có kêu mà em nói thôi ở nhà đi chút anh về nói chuyện rồi em đưa nói chuyện con. Gì? Thì mình xích mích hả? Dạ. Thì... chắc là hai vợ chồng gây lộn nhau. Dạ. Xong vợ tức quá không thèm đi chở con đi học. Dạ. Thế là mình tính cho con đi học xong mà về hai vợ chồng nói chuyện. Dạ. Về nhà thì về nhà thì vợ đi mất tiêu à? Ôi trời. Vợ đi bằng xe gì? Dạ đi bộ luôn, không đi, bộ đi luôn xe hả? Gì luôn. Dạ. Vợ có mang cái gì đi không? Dạ không, chỉ mang giấy tờ tùy thân đi thôi chứ không có cần gì hả? Nữa hết. Dạ căn cước chứ. Vợ kia. Trong người có tiền vàng bạc gì không? Dạ cũng có mà ít. Có vàng không? Đeo vàng không? Dạ có mà ít là không có nhiều. Vợ là có nhưng ít đúng không? Dạ. Vợ có mang điện thoại đi không? Dạ không anh. Bỏ dạ. Điện thoại nhà luôn. Dạ. Vợ là có điện thoại đúng không? Dạ. Nhưng bỏ ở nhà. Dạ. Em biết lý do tại sao mà vợ đi lại không mang điện thoại đi không? Tại vì bữa đó em đưa nhóc đi học á, em con em đi học em quên em bỏ điện thoại ở trong túi. Túi của em? Dạ. Chứ không là vợ đã mang đi rồi đúng không? Dạ dạ dạ. Điện thoại gì? Dạ Oppo anh. Ừ. Từ hôm đó đến giờ phút này ấy, là trong cái điện thoại nó có ai gọi điện nhắn tin vô đó không? Dạ không. Không hả? Em có biết là vợ đi đâu không? Dạ cũng không luôn. Từ trước là mình sống với nhau là rất hạnh phúc đúng không? Dạ. Rất tình cảm. Dạ. Mà tự dưng là chỉ có giận nhau một chuyện rất nhỏ mà vợ bỏ đi. Dạ. Em thấy là có bất thường không? Nói chung thì có những chuyện lục đục của gia đình thì nói chung là em thấy nó cũng có bất thường nhiều thứ. Ừ. Mà mình không có cái gì để mình nói ra được. Ừ. Là sao? Khó nói chuyện hả? Dạ. Vậy là em đang nghi ngờ vấn đề khác xảy ra với vợ đúng không? Dạ. Nói như vậy là anh hiểu rồi. Vậy là em đi làm tài xế này em đi mấy ngày về một lần? Dạ ngày nào em cũng về chứ. Sáng đi tối về? Dạ sáng đi chiều về. Em có thấy là vợ có hay nhắn tin gọi điện gì cho ai đó không? Chắc có đúng không? Dạ có.
Nhưng mà em biết lâu chưa? Dạ, cũng lâu rồi anh. Lâu rồi sao mình không có cách nào mình khắc phục hay là nói chuyện với vợ một lần? Cho chúng mình cái Dạ thì nhiều khi cũng có khắc phục nói chuyện nên hai vợ chồng xảy ra cãi vã đó. vợ có chấp nhận hay vợ có đồng ý hay vợ có cãi lại không? Chung thì cũng nói qua nói lại vậy đó, thì buồn rồi bỏ đi vậy đó chứ. Cãi thì cũng không cãi quá. Vợ im 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 vậy hả? Dạ. Em đã thông báo cho gia đình bên vợ hoặc bên nhà em biết hết chưa? Dạ biết hết rồi. Từ hôm đấy là vợ đi đến giờ phút này là mười mấy ngày qua, vợ có gọi điện về cho các con hoặc cho em không? Dạ có gọi được một lần nhưng mà ngủ quyết định là không về. Vợ nói Dạ sao? nói là anh lo cho con được thì lo, còn lo không được thì để trong bà ngoại, còn em đi thì em nghỉ về rồi. Nghỉ về là không Dạ về nữa đúng dạ thì em thì cũng lên đây nhờ đội hiệp sĩ của Nguyễn Thanh Hải, của anh Hải, là nói chung là nên là em muốn tìm vợ về, ví dụ như mà mình còn sống được á thì mình sống, còn không sống không được á thì mình ly dị cho biết đường con cái chứ. Tự nhiên cái đi ngang rồi nói vậy, rồi trong khi hai cha con ở trên đây thì nói chung thì không biết phải làm gì, giờ con đang học ở trên đây nữa, rồi phân vân không biết là nó sẽ để cho con học ở đâu, về quê hay là ở trên đây. Nên ví dụ em lên đây muốn tìm về là để cho ví dụ như là vợ chồng khắc phục, còn sống với nhau nữa thì sống, còn sống với nhau nữa không được đó, thì mình chia tay, chứ không phải là ai cũng muốn chọn con đường rồi đi rồi bỏ con cái như vậy. Tội nghiệp nó kêu em đi tìm mấy ngày trời. hiện nay em đã biết là vợ đang ở phương trời nào chưa? Chung thì em cũng không biết. Không biết. Em chỉ chẩn đoán là còn vòng vòng trong lòng ngang. Trong cái thời gian gần đây là mình sống với vợ, là mình có nói chuyện với vợ tình cảm không, ngọt ngào không em á? Nói chung cũng ít, nhiều khi nói chung thì nhiều khi nói chung hai chồng em ai cũng đều ít nói hết trơn á, Ôi trời. nên nhiều khi cũng ít nói chuyện. Em là sinh năm tám mấy? Dạ em sinh năm 86. 6 tuổi Dần. Vợ sinh năm tám mấy? Dạ 89. Chính là đời tuổi Tỵ hả? Dạ tuổi Tỵ. Ôi Dần thân Tỵ hợi. Ôi giời ơi. Vậy là vợ đi không mang gì đi hả? Dạ. Vợ em có bao giờ là thách thức hoặc có bao giờ là đã từng lên tiếng là tôi sẽ bỏ anh, tôi sẽ bỏ bỏ các con không? Dạ không anh, đó giờ sống hai mặt con rồi chưa bao giờ nói. Vợ em đã bao giờ bỏ nhà đi đâu một vài ngày chưa? Dạ chưa luôn. Lần này là quyết định đi lâu hả? Dạ. Em chia sẻ với gia đình bên vợ thì gia đình mình bên vợ nói làm sao? Thì cha mẹ vợ em thì cũng nói là bây giờ cha mẹ cũng không biết sao nữa, bây giờ liên lạc thì cũng không được. Ví dụ như bên kia muốn điện về thì nói một vài tiếng rồi tắt, cũng không biết là ở đâu, cũng vậy rồi cứ đợi chờ hoài vậy rồi suốt tới mười mấy ngày qua. Mình em có làm gì sai với vợ với con không? Nói chung thì em không có làm gì sai hết, nhưng mà mình chỉ mình có là mình chơi chuyện bời gì lục, không, dạ mình không, có chơi bời gì không, lục đục trong gia đình thôi, chứ còn thật sự thì không có lục làm đục gì là những sai. cái việc mà dạ do vợ đúng dạ dạ không? Sao mình không tìm công việc gì cho vợ để cho vợ bớt rảnh đi, vợ rảnh quá là nó thường như vậy đấy em ạ. Nói chung thì em cũng đợt rồi cũng có mấy người vợ vô xin vô trong công ty làm được mới có 1 tháng mấy à, rồi vợ chứng nghỉ rồi. Tháng mấy thì giờ chứng nghỉ luôn. Dạ. Vợ em từ trước là đã từng đi làm cho ai hoặc cho công ty nào lâu nhất chưa? Dạ có làm ở trên công ty ở trên Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh cũng 8 9 năm á. Mà tại sao lại nghỉ? Sao ở đó luôn? Thì cái vấn đề sao em cũng biết, tại đường xá xa xôi quá, nó xa quá, từ Long An mà chạy lên tới trên Tân Phú làm xa quá, rồi em thấy gì em cho nghỉ. Cho nghỉ cũng không ngờ đúng không? Dạ em cho nghỉ ở nhà. Không cho nghỉ thì còn vợ, Dạ. cho nghỉ là mất vợ. Dạ. Anh đã từng chia sẻ rất nhiều câu chuyện là rất nhiều mà anh hoặc em trai thương vợ quá, Dạ. cho vợ ở nhà hoặc là không muốn cho vợ đi làm xa hoặc là Dạ. kiếm những công việc nhàn hạ cho vợ, thì ai cũng mong muốn như vậy thôi đúng không, tâm lý là Dạ. đông mà. Thế nhưng mà rảnh quá là có nhiều chuyện xảy ra lắm Dạ. nhá, rảnh quá là có rất nhiều chuyện đúng không, Dạ. đấy mà không cho làm thì cũng sinh ra rất nhiều cái đúng không. Dạ. Đấy là trong cuộc sống vợ chồng mà nếu không có tiền ấy thì cũng sinh ra mâu thuẫn. Dạ. Mà lúc bấy giờ này gặp ông nào đó ông dụ ngon ngon ngọt ngọt cái này thôi rồi, gọi là cụ lừa đã ra đi Dạ. đúng chưa. Dạ.
Vậy là bây giờ em gọi cho vợ được không? Dạ, cái số điện đó là chỉ bên bển gọi gì được thôi, nhưng mà mình gọi qua không bao giờ bắt máy thôi. Chặn Chặn một kiểu. à, học chặn luôn, nhiều khi cũng để đổ chuông nữa, nhưng mà thấy số lạ là không bắt máy, thấy À, số lạ không là nghe không máy. bắt máy. Dạ, bất kỳ số nào cũng vậy, thấy số lạ là sẽ không bắt máy. Vợ em hiện nay là có nói chuyện với em là buồn chuyện gì hoặc là đi đâu và làm gì không? Nói là chỉ nói với em là đi làm thôi, chứ còn là không có nói là cái gì nữa. Đi làm nhưng đi đâu không không không, không nói luôn. Giờ đi đâu Bí mật. không nói luôn. Thì khổ rồi. Giờ mình có mong muốn là vợ quay về không? Dạ, em mong muốn vợ quay về nói với cha con em sống được không được nữa thì ly dị cho mỗi người một đường cho nó dễ sống. Con cái tại nó lần này nó đợi với mẹ nó quá trời, mà mẹ nó nhẫn tâm mà quyết là không về. Nếu ly hôn bây giờ một mình em nuôi được hai người con không? Dạ, Nuôi chắc được. cũng chật vật anh đấy. Cũng khổ ha. Dạ Bởi vì vừa đi kiếm tiền là vừa phải chăm chút để ý cho con đúng không? dạ Lo cho con ăn học. Đó là dạ kiếm tiền thì được rồi đó, đúng không? dạ Nhưng đúng còn việc khác thì gà trống nuôi con này thực sự là cũng rất khó đúng không? rồi. Dạ Đồng ý là vợ ở nhà thì cũng không kiếm tiền nhưng mà vợ sẽ làm việc khác. dạ Em hãy nói lớn tiếng, nói chuyện với vợ rõ ràng lên. Hy vọng vợ xem được, vợ suy nghĩ lại. dạ anh á, thì hy vọng em quay về bao nhiêu lỗi lầm gì anh tha thứ hết để mình sống vì con đang đợi em về sống được không được á, thì mình nói với nhau rồi để mình tính tiếp con đường có đi bước tiếp nữa hay là dừng lại. Chứ em sống mà cứ trốn vợ trốn cha con anh không vậy thì sao sống, bắt cha con anh ở đây sống rồi đợi thì cũng đợi không không biết đợi là đợi vô nghĩa hay là đợi một cái gì đó, sao mà sống như vậy sống không được. Chỉ là còn mong vợ quay về, nói em chỉ nói như vậy thôi. Nếu vợ của em bây giờ gọi điện ngay hôm nay, nói chuyện rõ ràng là bây giờ không còn tình cảm nữa, không muốn về nữa, à, con tự nuôi, em có đồng ý không? Em chỉ muốn là vợ quay về thôi, quay về ví dụ như quay về để mình giáp mặt với có con cái mình nói với có cha mẹ vợ em ở đó nữa. Chứ còn nói chuyện điện thoại thì thật sự là cha mẹ cũng không biết. Cha mẹ cũng nghĩ cái lỗi này là chắc do chồng hay là này do kia. Mình về mình ngồi mình nói chuyện có người lớn mình nói hết, tại vì mình cưới gả đàng hoàng chứ không phải là mình cặp bở. Nên em chỉ muốn vợ em quay về là nói như vậy, ví dụ như mà về lỗi lầm gì em cũng tha thứ được hết, xong mình sẽ làm lại từ đầu để mình nuôi dạy cho các con. Nhưng em chắc chắn là em Dạ không có lỗi gì đúng dạ không? em chỉ mong như vậy thôi. Nói chung mỗi người cũng đều có một cái lỗi, một cái khuyết điểm chứ không phải là em là toàn diện. Nhưng mà cái lỗi của vợ em thì nó quá cao. Lỗi vợ em lớn hơn hả? Dạ. Đấy, khổ. Lỗi vợ em là lỗi lớn là em biết rồi đúng không? Dạ. Nhưng có điều em không tiện nói chuyện ở đây. Dạ đúng rồi. Em vẫn mong muốn cho vợ một cơ hội. Dạ, em là mong muốn cho vợ em lúc nào cũng mong muốn cho vợ em cơ hội hết. Em nói chuyện như vậy là anh hiểu rồi, nhưng mà có điều là thực sự là bây giờ anh cũng khuyên thật, phụ nữ mà bình thường thì người ta rất chung thủy, nhưng mà khi động chuyện gặp người khác, có thể là chưa biết người ta tốt hơn hay không, nhưng người ta nói chuyện ngọt hơn Dạ. và nhìn có vẻ là hào hoa hơn, Dạ. bóng bẩy hơn. Dạ. Và mình ấy thì mải cặm cụi, mình nghĩ là mình có vợ có con rồi, tuổi Dạ. không nhiều cũng không ít, nhưng đại loại là mình mải mê đi làm để kiếm tiền, Dạ đúng rồi. mục đích chính là phục vụ giúp vợ giúp con. Dạ. Vì vậy đôi khi cái thân hình của mình ấy, mình cũng không để ý, Dạ đúng và rồi. cái cách cư xử thậm chí nói chuyện mình cũng không cần ngọt ngào, Dạ. có thể nói được nhưng mà không muốn nói đúng Dạ, không? dạ. Thế nhiều khi chính vì lý do như vậy đôi khi là vợ nghĩ rằng mình không yêu hoặc Dạ. mình không thương, và Dạ. thấy ông tướng hàng xóm hoặc là ông A ông B ông C người ta đã nói chuyện với mình sẽ là ngọt, thế ông này đúng là cái mẫu người lý tưởng. Vì vậy tưởng thật, quyết Dạ. định rũ áo ra đi, bỏ lại các con thơ bơ vơ Dạ. cho những người chồng của mình. Đó là anh em ghi hình rất nhiều rồi. Dạ. Nhưng mà dù gì thì hôm nay anh cũng mong muốn là vợ em xem được video này. Dạ. À, vợ em muốn sống với em nữa hay không là quyền của hai người. Dạ. Nhưng hy vọng vợ em hãy có câu trả lời và Dạ. hãy quay trở về để cùng nói Dạ. chuyện với nhau một lần Dạ. để cho xong cái cuộc trò chuyện này. Dạ. Đúng không em? Dạ. Rồi em hãy nói lớn tiếng lên, hy vọng là các cô chú anh chị chia sẻ video này nhiều hơn nữa để cho các anh em biết hướng, biết vợ em đang ở đâu để giúp vợ em quay trở về.
Dạ em mong cô chú chia sẻ giùm em để em biết vợ em ở đâu cho vợ em quay về. Nói lớn tiếng lên. Dạ em mong cô chú chia sẻ giùm em để biết vợ em ở đâu với vợ em quay về với gia đình vậy. Hôm nay em về đây nhờ anh em bác sĩ Bình Dương ghi hình đăng tin tìm vợ. Dạ hôm tất nay cả em cái về thông đây tin nhờ anh em bác sĩ Bình Dương ghi hình đăng tin tìm vợ. Rồi tất cả cái thông tin ấy mà em chia sẻ là hoàn toàn là có đúng sự thật không? Dạ đúng. Mình nhưng mà mình khẳng định lại là mình có lỗi với vợ không? Dạ nói chung lỗi thì người nào cũng có. Nhưng mà em nhiều hay vợ nhiều? Dạ vợ nhiều. Vợ cái lỗi là lớn nhất, lỗi gọi là Dạ lỗi tại trời đúng không? dạ Rồi biết em biết rồi. Rồi cảm ơn em. Rồi xin chào con. Cho chú hỏi con tên gì? Con Mã Tuấn Hoàng. Hả? Mã Tuấn Hoàng. Con mấy tuổi rồi? 10. 10 tuổi hả? Con học lớp Con mấy chuyện rồi? với chú không có gật đầu. Dạ lớp 4. Con học giỏi không? Thầy sẽ giỏi. Hả? Giỏi không? Không biết. Học có được điểm 10 không hay điểm 9? Chú hỏi học Điểm giỏi 10. không? Ui giờ 10 hả? Vậy được này, đẳng cấp này. Giỏi này. Thế ai chở con đi học? Dạ. Cha chở hả? Thế mẹ đi đâu con? Không biết. Con trong ba mấy mẹ là con thương ai nhất? Mình nói thật đi. Thương ai nói chuyện miệng đâu, thương ba đâu. Tại sao thương ba? Tại sao không thương mẹ nhiều mà thương ba nhiều? Mình cứ nói thật đi. Trời tất tay luôn. Tại sao? Mua diễn mua cho con chân. Hả? Con kêu mua diễn mua cho con chân. À ba kêu mua gì cũng mua. Ấy da, vậy là ba chiều con đúng không? Nhưng ba có cho ăn que bao giờ không? Ăn cái roi nào bao giờ vào đít không? Tại thì sao? Có. Lúc đây là chắc ngoan quá bị ăn que đúng không? Ngoan hay sao? Mình sai mình đúng, lúc có sai đúng. Sai. Đấy, nhận được sai chưa? Biết lỗi sửa chưa? Dạ. À, đàng hoàng không được. Sửa chưa? Giờ hứa sửa nhá. Thế mẹ con có cho ăn con ăn que bao giờ không? Hay cho ăn bánh? Dạ, mẹ. Ăn que rồi. Ba ăn que nhưng mà sau đấy là có được ăn bánh không? Được ăn bánh ăn kẹo không? Hay là không? Có. Ăn bánh luôn. Mẹ đi lâu chưa? Lâu rồi. Con có nhớ mẹ không? Nhớ. Nhớ nhiều hay ít? Mình nói thật nhiều. Đi. Nhớ nhiều thì nói to lên. Mẹ ơi mẹ đừng bỏ con. Mẹ về mẹ anh em con. Nói to lên. Nói lớn lên. À mẹ dễ con với ăn còn chung với gia đình. Đúng rồi. Mẹ đừng bỏ con. Nói mẹ đừng bỏ con. Mẹ đừng bỏ con. Mẹ đừng đi theo ai là khổ con lắm. Con khổ lắm. Con không muốn mất mẹ. Chú nói sao thì nói vậy. À đừng bỏ con đi theo người khác. Đúng rồi. Rồi chú cảm ơn con nhé. Mẹ cố gắng nghe lời ba, học giỏi nha con. Dạ. Cố gắng học thật giỏi. Nay mai làm bác sĩ hay là làm cái gì? Công an. Hả? Dạ công an. Công an hả? Ừ công an là phải thật giỏi. Nhá. Phải nghiêm minh. Mạnh mẽ. Đúng không? Mày giỏi này. Thằng này nay mai là phát tài phát lộc này. Có chí hướng. Ừ, được. Bộ được. Cặp lông mày này đẳng cấp đấy. Được. Thì chú hy vọng là sau này con sẽ giỏi làm công an. Công an bắt trộm bắt cướp đúng không? Đúng không? Dạ. Còn có võ không? Học võ chưa? Dạ rồi. Đang học à? Võ gì đấy? Tinh đồ. Úi giời ơi, con học lâu chưa? Lâu lắm. Con múa thử cho chú cái nào. Biết múa chưa? Múa cho chú coi đi. Múa đấy. Mình cứ chơi đất đấy. Múa đấy. Múa cho chú coi đi. Con học tới đâu rồi? Chú cũng đang học đấy. Không biết múa. Đánh thật đánh được không? Thì đánh đó. Thầy dạy làm sao thì mình làm vậy. Con học mấy tháng rồi? Một năm. Ui giời, một năm là giỏi lắm rồi. Năm là ngon rồi. Thôi được rồi. Cố gắng học giỏi nhá. Ừ. Nhá. Đồng ý không? Giờ thôi bây giờ hiện nay thì cái câu chuyện ấy, để tìm vợ thì anh em đây ghi hình gia đình mình ấy, thì cái thông tin là thực sự là gia đình vẫn mong muốn là giữ lại một phần bí ẩn. Dạ. Để hy vọng là để cho vợ xem được. Dạ. Mong muốn là cho vợ một cơ hội cuối cùng. Dạ. Đúng không ạ? Rồi thì hôm nay anh về đây nhờ anh em chụp những cái hình đăng tin tìm vợ, anh có đồng ý cho các anh em chia sẻ tất cả thông tin của anh lên tất cả trang mạng xã hội để tìm vợ không? Dạ em đồng ý. Rồi, cảm ơn nhé. Dạ. Dạ kính thưa cô chú chị, nếu ai phát hiện được thông tin chính thức em gái này đang ở đâu thì báo tin giúp anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Bình Dương theo số điện thoại 0913785858. Anh em sẽ tìm cách để khuyên em gái quay trở về với chồng với các con của mình. Dạ cuối video cho phép công trần xin thay mặt các anh em hiệp sĩ Bình Dương. Dạ xin kết thúc cái cuộc trò chuyện ở đây. Dạ xin hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.